đặc biệt là chào những bạn đang học môn trang trí màu. Mình đang quay trở lại rồi đây. Nhiều ngày nay thì mình lại liên tục nhận được những câu hỏi như là làm thế nào để bài trí, phân chia bố cục cho môn, cho bài vẽ của môn trang trí màu sao cho đẹp. Thì mình nghĩ là cái câu hỏi này nó có lẽ là liên quan một chút chút đến cái sở trường của mình, và mình cảm thấy rất là thú vị với những câu hỏi đó. Và có lẽ là bây giờ cũng có một số bạn đang khi mà nghe tới cái phần này thì cảm thấy mình cũng đang có cái thắc mắc tương tự, phải không nào? Ngày hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn phân chia bố cục trên các dạng hình trang trí cơ bản thường gặp nhất. Và còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt tay nào. Chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua các dạng hình cơ bản thường gặp nhất. Thứ nhất là hình vuông. Mình sẽ vẽ hình vuông nhỏ mô phỏng đây thôi. Cái hình mà triển khai từ hình vuông ra đó là hình chữ nhật. Theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì đa số các bạn gặp vấn đề rắc rối thường là ở hình chữ nhật hơn là đối với hình vuông. Cái hình thứ ba là hình tam giác. Đây là hình tam giác đều nha các bạn. Hình thứ tư là hình tròn. Hình thứ năm là hình ngũ giác. Hình thứ sáu là hình lục giác. Chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, ngũ giác và lục giác. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái hình thứ nhất, hình vuông. Giờ mình sẽ vẽ cái hình vuông này ra ở đây để mô phỏng lại. Mình sẽ vẽ tới hai hình lận, vì mình muốn là giới thiệu các bạn hai phương án phân bố bố cục trên một cái hình vuông này. Bên này là mình sẽ phân chia theo kiểu đối xứng. Còn bên này mình sẽ phân chia theo kiểu tự do, bố cục tự do. Trước mắt là đối với cái bố cục đối xứng á, các bạn chỉ cần đầu tiên hãy chia trục dọc và trục ngang của cái hình vuông này ra. Sau đó các bạn trong cái đoạn nhỏ này các bạn lại chia đôi tiếp và nối lại với nhau. Tương tự bên này cũng như vậy. Trục ngang, trục dọc này nè, các bạn cũng chia đôi tiếp. Và các bạn nối lại với nhau. Các bạn sẽ thấy nó xuất hiện bốn điểm nhân được tạo ra bởi các đường chéo, đường dọc và đường ngang giao nhau. Thì trên các điểm này sẽ là cái vị trí mà các bạn đặt họa tiết vào. Nhân tiện các bạn vẽ thêm cái cạnh bên ngoài này. Chúng ta sẽ cùng tìm thêm cái tỷ lệ của nhóm họa tiết sẽ là bao nhiêu, tùy thuộc vào cái miếng hình mà mình sẽ được tạo ra. Đây, cái không gian này nè sẽ là vùng mà các bạn sắp xếp họa tiết chính vào đây.
mình đặt tên cái vùng này là vùng họa tiết chính. Vùng số 1 là vùng trung tâm này. Vùng số 2 là họa tiết chính. Vùng này là vùng số 3, hình tam giác màu trắng này này. Mình sẽ đánh dấu hết tất cả những cái vùng mà có chữ họa tiết chính lại để các bạn dễ theo dõi hơn. Vùng số 3 là vùng họa tiết phụ. Mỗi họa tiết phụ sẽ xen kẽ giữa họa tiết chính. Và vùng cuối cùng là vùng số 4 là họa tiết phụ bốn góc. Nhiệm vụ của nó là kết thúc cái khuôn hình. Một số bạn hay hỏi mình, và mình cũng thấy các bạn hay đặt họa tiết chính vào các thanh dọc và ngang như thế này, liệu có nên hay không? Theo mình thì là không nên, tại vì nếu các bạn sắp họa tiết vào cái thanh này và thanh này thì nó sẽ tạo cảm giác cái bố cục của bạn nó bị ứ động, nó không cảm giác mở rộng được, giống như là các bạn đặt trên hai đường chéo. Xong, đây là cái phần phân bố trên bố cục đối xứng của một bài hình vuông. Còn về bố cục tự do cũng trên bài hình vuông thì các bạn hãy áp dụng quy tắc chia 3. Thì các bạn hãy nhớ nha, quy tắc chia 3 có nghĩa là các bạn chia 3 phần bằng nhau theo trục dọc. Mình chia bằng tay nên nó không được thẳng lắm. Các bạn khi mà chia trên bài hãy dùng thước kẻ cho đàng hoàng, cho đều nhau ha. Và 3 phần bằng nhau theo trục ngang. Ngay lúc này thì trên bài mình nó sẽ xuất hiện 4 điểm, hay gọi là 4 điểm vàng. Đây là cái 4 điểm mà nó thu hút trường nhìn thị giác tốt nhất. Thì trong quy tắc tự do này, nó khác với cái đối xứng. Đối xứng thì các bạn có họa tiết 4, nghĩa là 4 họa tiết này nó đều giống nhau, tỷ lệ phân chia đều y chang nhau, lặp lại. Còn bên phần bố cục tự do này, nó chỉ có duy nhất một họa tiết chính hoặc một nhóm họa tiết chính thôi, còn lại là những họa tiết phụ và các mảnh chia. Thì trong bốn cái điểm này, các bạn hãy lựa chọn duy nhất và một thôi làm nơi mà các bạn đặt nhóm hoặc là một họa tiết chính đó vào. Ví dụ như chẳng hạn mình đặt góc bên trái trên cùng làm vị trí mà mình đặt họa tiết chính của mình vào. Ví dụ mình mô phỏng hình tròn là cái họa tiết chính của mình đi. Lưu ý, nếu đã là họa tiết chính chỉ có một cái thôi thì các bạn hãy để cái tỷ lệ của họa tiết chính đó to hơn, rõ hơn những cái họa tiết phụ khác. Và khi đặt họa tiết chính vào đây, các bạn mình sẽ bôi đậm chỗ này đi. Các bạn thấy nè, nếu mình đặt ở phía trên thì mình trừ khoảng phía dưới nhiều hơn, tạo cảm giác cái họa tiết đi vào trong khuôn hình thay vì nó cảm giác chạy ra ngoài. Rồi sau đó, cái họa tiết phụ thứ hai cần phải có là họa tiết phụ, nếu như họa tiết chính bên trái thì họa tiết phụ thứ hai nên là bên phải, để kéo bố cục lại, tạo cảm giác thăng bằng. Ví dụ họa tiết phụ thứ hai của mình có thể là nó chạm một xíu cái điểm vàng bên tay phải này, hoặc là không, hoặc là hơi xa một xíu, đương nhiên là tỷ lệ nó sẽ nhỏ hơn so với họa tiết tiết này. Cái thứ ba, cái họa tiết phụ thứ ba thì mình sẽ cho hơi ra ngoài một xíu và nó gần như là hơi chạm và nó nhỏ lại so với họa tiết phụ thứ hai. Lúc này tại sao mình phải có ba họa tiết chính, phụ một và phụ hai? Trong quá trình nhìn đó, mình cảm thấy, các bạn có để ý là cảm giác của mình, cái đường dẫn này, cái những cái hai họa tiết phụ này nó tạo cảm giác là đường dẫn cho các bạn nhìn lên đi vào họa tiết chính. Thì tóm lại thì chúng ta chỉ cần nhớ là đối với bố cục tự do nên có ba họa tiết, một là họa tiết phụ một, phụ hai, và tất nhiên chúng ta phải có một cái họa tiết chính trong bài. Đây là hai cái phương án bố cục cho cái bài hình vuông.